Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Tính tình hình thành nên một loại lạc ấn huyết mạch mới ở trong cơ thể của mình. Có điều vẫn ổn. Nó không tranh cướp vị trí với những lạc ấn khác, nhưng mà nó gần như là nhưng nó gần thần thức của mình quá, lỡ như bị nó phát hiện ra thì không ổn. Đây là sau khi lạc ấn của Linh Tê Thiên Nhãn xuất hiện một âm dương ngư. Sức mạnh tai ếch này và may mắn đều đang hội tụ trong âm dương ngư này. Đây là năng lực mới, mình thử năng lực màu trắng trước. Ồ, năng lượng xung quanh bao trùm của màu lạnh biến nó thành hoa màu ấm rồi. Đây là sức mạnh lãnh vực, vậy mà lại có được năng lực này. Tiếp đó Đường Tam lại sử dụng năng lượng màu đen của âm dương ngư. Phạm vi bị quầng sáng màu đen bao phủ, toàn bộ đều biến thành hoa màu lạnh. Điều càng thần kỳ hơn, vẫn còn đang ở đằng sau. Đường Tam phát động năng lượng màu đen trước, sau đó lại đồng thời dùng năng lượng của hai màu. Hoa trong lãnh vực hoàn toàn đã biến thành màu đen, tản phát sức mạnh tai ách. Sau đó Đường Tam lại thử phát động năng lượng màu trắng, đồng thời phát động năng lượng hai màu. Thì ra trong lãnh vực đều biến thành hoa màu trắng thuần khiết. Quá lợi hại, có thể tùy ý điều khiển được hoa trong địa ngục hoa viên. Giúp ích cực lớn cho chúng ta, nếu như ra ngoài còn có thể sử dụng năng lực này thì quá tuyệt. Thử xong năng lực mới, Đường Tam cũng không dám tiếp tục chậm trễ nữa. Mau chóng bay ngược lại theo hướng ban đầu đã đến. Bay được 2 tiếng, Đường Tam cuối cùng đã nhìn thấy đồng đội đang chờ cậu ấy ở tại vị trí cũ. Tiểu Đường, cuối cùng cậu cũng quay lại rồi. Vành đai hoa màu ấm nơi này càng lúc càng nhỏ lại rồi. Ký cậu như thế nào rồi? Tất cả đều thuận lợi. Vừa đi vừa nói chi tiết. Nhạc chiến đấu lại vang lên rồi. Vành đai hoa màu ấm lại bắt đầu thu hẹp lại rồi. Chúng ta mau chóng rút thôi. Mọi người không cần phải hoảng loạn. Bây giờ hoa màu lạnh ở trong địa ngục hoa viên này không thể nào uy hiếp được chúng ta nữa rồi. Wow. Xung quanh đều biến thành hoa màu ấm rồi. Tiểu Đường, cậu như này chẳng phải là biến thành chủ nhân của địa ngục hoa viên rồi sao? Có thể khống chế được màu sắc của hoa, đây là năng lực gì thế? Tớ có được cơ duyên ở trong trung tâm của hoa viên. Không. Đây, sao lại có nhiều sức mạnh khí vận như thế chứ? Trung tâm của hoa viên có sức mạnh khí vật cực kỳ cường đại. Tớ đã hấp thụ một ít, cũng truyền cho cậu. Tiếp theo đây, tớ nói với mọi người chuyện tớ gặp phải. Đây có khả năng là một bí mật động trời liên quan đến toàn bộ đại lục này. Các cậu nhất thiết là phải truyền ra ngoài, đừng truyền ra ngoài. Tiểu Đường, vậy cậu đừng nói nữa. Nếu như chúng tớ không biết, thì cũng không tính là tiết lộ ra ngoài được. Cậu vẫn nên đừng nói với chúng tớ thì hơn. Chúng tớ đều tín nhiệm cậu, vì thế chúng tớ rất yên tâm về phán đoán của cậu. Vì thế bí mật này vẫn nên đợi khi cậu cho rằng có thể cho chúng tớ biết thì hãng nói đi. Đúng thế, Tiểu Đường, bây giờ chúng tớ chắc chắn là không ở giai đoạn có thể gánh vác được bí mật này. Vậy được, chúng ta mau chóng đi nối ra thôi. Mọi người tiếp tục ngồi trên thuyền băng tiến về phía trước. Có lãnh vực của Đường Tam bảo vệ, khôi phục còn nhanh hơn tiểu hao, khôi phục còn nhanh hơn tiêu hao. Trên đường tiến lên, tiếng nhạc lại vang lên 2 lần. Tần suất của tiếng nhạc càng lúc càng nhiều. Xung quanh đã không nhìn thấy bất cứ vành đai hoa màu ấm nào. Cũng may có lãnh vực của Đường Tam, mọi người hoàn toàn không lo lắng gì nữa. Rất nhanh, mọi người đã đến gần cột sáng nối ra. Đã cực gần nối ra rồi, sắp đến lúc nối ra mở ra rồi. Không biết là tình hình ở chỗ nối ra như thế nào, tất cả mọi người dự thi chắc là đã tụ tập ở đó rồi. Kế hoạch của Linh Tê Thương Hành là họ mua đứt một đội rất mạnh. Họ sẽ thay chúng ta dẹp bằng hết mọi thứ, sau đó để chúng ta thay mã số của người khác ra ngoài. Chúng ta chỉ cần ra nối ra tụ hợp với họ. Chúng ta dừng ở đây đi, tớ thăm dò tình hình gần nối ra đã. Được.
Ở trong địa ngục hoa viên, chỉ cần sử dụng sức mạnh tay ếch thì có thể thăm dò được khoảng cách mấy nghìn mét. Quả nhiên đã bắt đầu có đánh nhau ở lối ra rồi.